Đừng nhớ ra rồi. Đừng 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 mau. Đừng có chui lên mà. Giỏi lắm. Cứu thế giới. Có người xúc phạm tôi. Cắn người không chết, ném cho người chết. Sĩ. Đừng lắc, đừng lắc mà. Đừng lắc mà. Sống tươi lắm, sống tươi lắm. Lần này có bản lĩnh thì lên đây đi. Không có đây à? Không lên được hả? Lại đó, sao lại lên đây, lên đây đi, lên đây đi mà. Bạn nó ngu ngu rồi mà. Ngu thiệt mà. Có bao lệnh thì lên đây. Này đừng có tông, đừng có tông nữa. Còn tông nữa hả? Đi đi đi, dừng lại đi, dừng lại đi. Đừng đừng đừng, không sao, không sao, còn chịu được. Không sao, ôi. Không sao, không sao. Chết rồi. Này, mau lại đây. Ôi, tôi không nhìn thấy gì cả, đừng có tạt cát qua đây mà. Ôi, đừng mà, đừng mà. Dừng đi, dừng đi. Đừng mà. Ôi, tai họa chuyện tình luôn. Chúng bỏ mẹ, phải xuống xe chậu ra. Làm gì? Mà lên xe chạy thôi. Nguyên lai đây có 3 thằng yêu. Lịch sử đi hành thôi. Đăng mô rồi. Đại Sơn, Hoàng Phi Hùng. Ba người cùng lên đi, không còn suy nghĩ đâu, lên một lượt đi, lên. Vô ảnh cước nè. Vô ảnh cước, vô ảnh cước, vô ảnh thủ. Đừng đánh, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đừng đánh, đừng đánh mà. Đừng đánh, đừng đừng đừng. Tao bảo đừng đánh rồi không nghe. Tôi sợ những người bị người ta đánh đâu. Đứng lại, đứng lại. Chị ta, đừng đánh nữa. Thôi, 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 đừng đánh nữa. Cảm ơn nha ngoan. Rồi, rồi, rồi. Cảm ơn người nha, người cực quá rồi, ta đi trước đi. Cảm ơn bạn nha. Tạm biệt. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại nha.
chị ta xong rồi, cảm ơn anh em của cậu, đúng là tốt quá, cảm kích vô cùng. Này cậu có thuốc không? Chúng ta cùng nhau đưa gấu mèo đi đi. À, tìm được rồi, tìm được rồi. Chị ta đi xuống chứ. Chị ta, lên xe đi. Chị qua để tôi lái cho. Ông biết lái à? Đương nhiên là biết rồi. Ngồi đàng hoàng nha, tôi lái đàng hoàng đó. Nhanh thì chỗ ít thôi, an toàn là đầu tiên. Chạy đi. Trời, đừng có lùi lại. Sao hả? Tôi thử coi xe có giống nhất không đã. Không giống nhất đâu có được. Đừng có lùi lại. Đừng, đừng, đừng. Cẩn thận, cẩn thận. Dừng xe, dừng xe. Làm tôi khó thọng quá, chỉ lùi lại không à. Trời ơi, kỹ thuật này giỏi lắm đó. Đây, ông có biết lái đâu, để tôi. Hay chứ. Nhìn này nha. Số 1. Ê, có chưa, đừng chạy nhanh quá mà. Ông mập đó đánh tôi một phát cực mạnh. Thế là tôi ngất luôn. Tôi đụng vô cái gốc cây, bốn cái chân á, giơ lên trên trời với thầy. May là tôi gặp lại đồng hương của tôi. Đó là Tinh Tinh Chi Tà. Tôi nói tôi khát nước quá, y nhìn thấy tôi á hả? Y là thế này nè, anh em của y hả? Bay tới, mà nước cho tôi uống. Y còn kêu chung chó nhỏ đi lấy thùng nước đấy nữa chứ. Thế con chó nhỏ quô quô vài tiếng thì nào là gấu đen nè, hổ nè, voi điều tra hết. Thì nói như vậy, tôi cũng hỏi đâu nà đang hẹn hò với lại Kentucky đó. Cái gì không hiểu, tôi nói từ nãy giờ thì là bạn gái của y là Tinh Tinh. Nếu anh bị ớn máu, máu không ớn ra được để làm gì? Thế là tôi chiến thắng. Chị ta lúc đó lại hét lên, thế là lái xe đưa tôi và anh về đây. Hay quá, hay quá. Lịch sử gia đình của anh thật là oai phong quá. Phải đó, anh thật là có khả năng tưởng tượng quá vậy. Voi thì dẫn mình. Sao anh cũng nói cha của anh là Lê Minh, mẹ là Vương Tinh đi. Anh mập ơi, trái này trái gì vậy? Trái gì, có ăn này ăn đi. Ăn một hồi sao cái bụng nôn quá. Thế thì phải ăn nhiều. Nếu không mà muốn nôn cũng chẳng cái gì để mà nôn đó. Phụ nữ có ăn mà cười. Không phải đâu. Tôi thấy cái mặt anh ăn đồ giống như con lợn vậy đó. Cái gì? Tôi còn cảm thấy đúng là tôi ăn đồ hơi giống con lợn thiệt. Miệng xối quá hả? Không phải. Ít khi đánh trà. Nó mấy chục lần, bây giờ lộn ruột rồi. Còn tôi thì tào tháo ruột mấy chục lần cũng muốn chết đi này. Ý, anh Mộc có nhìn thấy không? Bốn tên siêu nhân hả? Nhìn thổ đó. Thổ dân mấy anh thật người hả? Gì chết chắc rồi. Đại học chết cứng. Nhưng mà không sao, có anh ở đây mà. Anh mập quá, ăn thì ăn qua hàng trước. Ngọc quá. Bốn người ăn tôi, ăn đâu có hết. Muốn ăn cũng ăn cô trước đó. Vì sao? Bình tĩnh đi. Tôi qua bên đó hỏi thăm họ trước đã. Anh mập hay quá hả? Anh nói cái gì với họ mà họ gật đầu đi gì? Chẳng biết đâu, nói đại vài câu thôi, tiếp về trả từ điểm mới được. Anh mập ơi, nhìn như ông trả từ điểm xong rồi phải không?